Hello, xin chào các em. Chào mừng các em đã cùng quay trở lại với kênh Học Văn Sáng Tạo cùng với anh Chí Hướng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái nhân vật truyện ngắn trong cái chương trình ngữ văn của lớp 12 kỳ 2, đó chính là nhân vật Tràng. Thì các em biết rằng là khi mà chúng ta đọc về cái tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì chúng ta thấy rằng là Tràng ở đây hiện lên trong tác phẩm đó là một người nông dân nghèo khổ. Thế nhưng bỗng một ngày anh ấy có được một cái cơ may, bỗng một ngày anh ấy có được một cái giấc mơ và bắt được một cái câu chuyện cổ tích hiện đại ở giữa ban ngày. Và có cái cơ may, có cái giấc mơ và cái câu chuyện cổ tích hiện đại giữa ban ngày ấy đã giúp cho chàng có được một cái niềm hạnh phúc vô cùng sung sướng và lớn lao. Nó làm thay đổi hẳn cái cuộc đời và con người của anh. Đó chính là cái tình huống được nhà văn Kim Lân thể hiện ngay ở trong cái tiêu đề của tác phẩm, đó là Chàng Nhặt Được Vợ. Và khi đọc cái câu hỏi à khi đọc cái tác phẩm này thì chúng ta sẽ đặt cho mình một cái câu hỏi là Chàng Nhặt Được Vợ như thế nào? Và cái việc nhặt vợ đó nó làm thay đổi cuộc đời và thay đổi con người của anh ra sao? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn ở nhân vật này qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là chàng trước khi nhặt được vợ. Giai đoạn thứ hai đó là chàng với hành động nhặt vợ. Và giai đoạn thứ ba, chúng ta sẽ nói về những cái sự thay đổi tích cực của chàng sau khi có được cô vợ và có được hạnh phúc gia đình. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi đến với cái nội dung đầu tiên ha. Nội dung đầu tiên đó là chàng trước khi có vợ. Thì ở cái giai đoạn đầu tiên này thì chúng ta sẽ chú ý phân tích hai ý chính. Ý chính đầu tiên đó là cái con người ở dưới đáy cùng xã hội, một con người ngờ nghệch và khờ dại. Và ý thứ hai là không những vậy, nhà văn Kim Lân ông ấy còn đặt nhân vật của mình vào trong một cái thảm cảnh khủng khiếp của dân tộc, đó là nạn đói năm 1945. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là cái con người ở dưới đáy xã hội, cái con người ngờ nghệch và khờ dại đấy được nhà văn Kim Lân miêu tả như thế nào. Khi mà xây dựng nhân vật Tràng thì Kim Lân đã cho người đọc thấy được hình ảnh của một con người ở dưới đáy cùng của xã hội. Mà nhà văn nói rằng là Tràng là người dân ở xóm ngụ cư, tức là một người không có hộ khẩu, đúng không? Không có nguồn gốc, không có lai lịch. Và các em biết rằng là dân ngụ cư ở xóm nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945 chỉ được coi là một cái thứ cỏ rác của hương thôn. Như vậy là với hình ảnh của nhân vật Tràng thì chúng ta đã thấy rõ hình ảnh của một con người tiêu biểu cho những con người cùng khổ, cho những con người ở dưới đáy cùng của xã hội. Một số phận tương đương với hình ảnh của những người chân đất, người sống dưới nhà hầm của văn học Nga, những đứa trẻ, những người phụ nữ nghèo khổ trên đường phố, cống ngầm ở Paris trong văn học Pháp. Và điểm chung giữa chàng và họ đều là những con người cùng khổ, đều là những con người ở dưới đáy xã hội. Và đọc cái tác phẩm này chúng ta thấy rằng là cái hoàn cảnh riêng của chàng lại hết sức neo đơn. Chàng chỉ còn có một người mẹ già, rồi hai mẹ con thì cùng sống với nhau trong một cái túp lều nát, và cả hai mẹ con đều thất nghiệp dở. Bản thân chàng thì không rõ là bẩm sinh hay là vì cuộc sống vô vọng mà trở nên xấu xí và như người ngơ ngẩn, ngờ nghệch và khờ dại. Người đọc đã không thể cầm được nước mắt trước cái dáng vẻ tội nghiệp của chàng, với cái lưng to rộng như lưng gấu, cái đầu cạo chọc nhẫn, đôi mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều, với cái hành động ngửa cười lên mặt à, với cái hành động mà lửa ngửa mặt lên trời và cười hành hạch. Ngốc, với cái hành động ngửa mặt lên trời và cười hành hạch. Rõ ràng là chàng của chúng ta vốn là một chàng trai không được đẹp. Tính cách lại ngờ nghệch, nhà nghèo, lại là dân xóm ngụ cư. Và bao nhiêu cái điều đó thôi cũng đủ làm cho chàng khó tiếp cận được với các cô gái. Và tất yếu, nó sẽ đẩy chàng đến một cái hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng. Đó là mẹ thì sắp cần đất xa trời, còn chàng thì lại chưa có vợ. Và không những vậy, nhà văn Kim Lân ông ấy còn đặt nhân vật của mình vào trong một cái thảm cảnh khủng khiếp của nạn đói năm 1945. Kem thấy rằng là cái con người ở đây được đặt trong một cái không gian với những cái bóng ma xanh xám, bị đặt trong một cái bối cảnh mà người chết lấn át cả người sống, cõi âm lấn át cõi dương. Và ở cái không gian ấy, cái con người khôn còn đến xanh xám như những bóng ma thì lấy cái gì để đảm bảo cho cuộc sống của những con người khờ dại như chàng? Và chỉ qua một vài cái chi tiết
chỉ bằng một ít nét chấm phá mở đầu tác phẩm thôi. Thế nhưng mà nhà văn Kim Lân, ông ấy đã để lại một cái niềm cảm thông, xót thương và quan tâm của độc giả đối với nhân vật tội nghiệp này. Và người đọc rất muốn biết, rất tò mò muốn biết là Kim Lân sẽ dẫn chúng ta đến với những khám phá gì về nhân vật. Liệu con người ấy có trở nên thảm hại và bé nhỏ trước cái đói và thần chết hay không? Chắc chắn là không, bởi vì Kem cố gắng là khi mà chúng ta phân tích về nhân vật chàng hay là bất kỳ một nhân vật nào khác ở trong tác phẩm như là bà cụ tứ hay nhân vật thị, thì chúng ta hãy cố gắng bám sát và ghi nhớ cái nhận định này. Đó là một cái lời chia sẻ của nhà văn Kim Lân khi ông sáng tác nên cái thiên truyện Vợ Nhặt. Là gì nhỉ? Kem nhớ nhá. Đó là khi tôi viết, ý tưởng thường trực trong tôi là những con người dù đói thế nào đi nữa vẫn luôn khao khát một cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng vào một cách mơ hồ về cuộc sống tương lai. Và quả đúng như vậy, cái con người ở dưới đáy cùng xã hội ấy, mặc dù bị ném vào trong một hoàn cảnh khốn cùng như vậy, thế nhưng mà vẫn luôn có khao khát về một cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Và chàng đã làm một cái chuyện mà chúng ta vẫn gọi với nhau, đó là một chuyện chấn động, một chuyện động trời, đó là chàng nhặt được vợ. Chàng nhặt được vợ như thế nào nhỉ? Có cái cơ duyên nào và có một cái may mắn nào khiến chàng gặp được thị và thị đồng ý theo chàng về làm vợ hay không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái nội dung tiếp theo, đó là nhân vật chàng với cái hành động nhặt vợ của mình. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung thứ hai, đó là chàng với cái hành động nhặt vợ. Thì ở trong cái tác phẩm này chúng ta đã được biết là nhà văn Kim Lân, ông ấy đã lật ngược cái thời gian. Đó là sau khi mà chàng đã dẫn được vợ về nhà và chỉ đợi ra mắt mẹ, đó là bà cụ tứ, thì chàng đã hồi tưởng lại cái nguồn cơn anh nhận được người con gái kia về làm vợ. Và nhà văn Kim Lân, ông ấy đã dựng tả lại một cách khéo léo cái tình huống chàng nhặt được vợ cùng với việc miêu tả cái diễn biến tâm trạng của anh. Lúc đầu chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhà văn đã mượn cái tâm tư của chàng lúc đó, đó là khi dẫn được cô vợ về nhà, để gói ghém cái hoàn cảnh, gói ghém cái ý nghĩ của chàng. Chàng nói gì nhỉ? Hà, việc xảy ra chỉ tầm phơ tầm phào đâu có hai bận, ấy thế mà thành vợ, thành chồng. Và cái hai bận ở đây như muốn nhắc chúng ta nhớ về hai cái lần gặp gỡ giữa chàng và thị, đúng không? Chúng ta sẽ cùng tái hiện lại một chút đôi nét về cái lần gặp gỡ thứ nhất và lần gặp gỡ thứ hai. Lần gặp gỡ thứ nhất bắt đầu chỉ là một cái lời bông đùa, đúng không? Chúng ta còn nhớ cái chi tiết, đó là khi mà chàng kéo cái xe bò lên dốc tỉnh, chàng cảm thấy mệt thì chàng đã... Rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại nha. Các em còn nhớ cái lần gặp đầu tiên đúng không? Nó bắt đầu chỉ là một cái sự bông đùa của chàng. Chúng ta còn nhớ cái chi tiết, đó là khi mà chàng kéo xe bò lên trên dốc tỉnh thì chàng cảm thấy mệt, thì chàng đã hò một cái câu đùa cho đỡ nhọc. Chàng hò cái gì nhỉ? Muốn ăn cơm trắng mấy giò, lại đây mà đẩy xe bò với anh này. Thế là sau cái câu đùa đấy thì cái người con gái ấy đã sát đến. Người con trai thì ngoái cổ lại, anh ấy cười. Lời qua tiếng lại, cô ấy với cái vẻ cong cớn, với hành động vùng đứng dậy, ton ton chạy lại. Và bao nhiêu cái khát khao thầm kín, những cái nỗi lòng bỏn ngỏn của người con trai dường như đã ngõ hồ nỗi lòng của người con gái. Thế là tình người đã ấm lên từ lúc nào rồi. Và người đọc rất bị cuốn hút bởi cái ngòi bút thật đời, thật người của nhà văn Kim Lân khi ông ghi lại cái nét đầy hội họa về cái liếc mắt và cười tít của người con gái. Và những lời như đọc được cái tâm tư của chàng lúc đó. Chàng thích lắm. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Có thể nói rằng cái cuộc gặp gỡ bâng quơ giữa chàng và người con gái đó là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, không hẹn định. Thế nhưng, nó lại là một cuộc gặp gỡ tất yếu khi cả hai tâm hồn ấy ngẫu nhiên gặp nhau và có những cái rung động, có những cái va đập của yêu thích. Cái yêu thích thì không bị khinh rẻ, nó là cú hích về mặt tinh thần để hai con người ấy đến với nhau và hạnh phúc với nhau. Và các em thấy rằng là sau này thì không cần phải có khăn lụa, không cần phải có cái sợi chỉ đỏ buộc ở cổ tay, thì hai con người ấy cũng sẽ bất chấp tất cả để mà gần gũi với nhau hơn. Đó là cuộc gặp gỡ thứ hai, đúng không? Nó bắt đầu từ một cái lời nói bông đùa, và thế là họ có duyên gặp nhau và ấn tượng về nhau. Sang đến cái lần gặp gỡ thứ hai, thì cái lần gặp gỡ thứ hai này nó không đơn giản chỉ là một cái sự bông đùa nữa, mà sâu xa ở trong đó, đó còn là một cái sự thương cảm, một cái sự sẻ chia của những con người cùng cảnh.
họ đều là những con người nghèo, họ đều là những người sắp phải đối mặt với cái chết và không biết là cái sự sống của mình có thể được duy trì cho đến bao giờ. Và không ai dám chắc là mình có thể sống được qua cái hoàn cảnh đói khát này hay không. Kem còn nhớ cái chi tiết đó là khi mà chàng đang ngồi uống nước thì Thị sầm sập chạy đến với một cái giọng điệu rất là giận dỗi. Điêu, người thế mà điêu. Hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thế mà mất mặt. Chàng đã nhận ra cái người con gái mà hôm trước mình gặp ở trên phố huyện rồi. Chàng cười và đáp lại, chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hẵng ngồi xuống ăn miếng dầu đã. Thì Thị đáp sao nhở? Ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Ừ đấy, ăn gì thì ăn, ăn thật nhá. Chúng ta lại, và sau cái lời nói của Thị thì chúng ta thấy rằng là Thị ngay lập tức xả xuống ăn một mạch bốn bát bánh đúc mà không trò chuyện gì. Đúng không? Đó là cái cuộc gặp gỡ thứ hai của họ. Và các em chú ý rằng là ở cái lần gặp gỡ thứ hai này thì nhà văn Kim Lân, ông ấy đã miêu tả cái con người của Thị dường như đã đi đến tận cùng của thảm cảnh. Có cái chi tiết mà chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ. Hôm nay Thị rách quá, quần áo tả tơi như tổ đỉa, Thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cầy xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Nghĩa là thần chết đã vẽ nên những cái nét vẽ đầu tiên trên khuôn mặt đáng thương của người phụ nữ này rồi. Nhìn thấy cái tình cảnh ấy có nghĩa là cái chết đang bắt đầu đến gần. Và từ cái việc đồng cảnh, chàng thương Thị và sẵn sàng đào hào phóng đãi Thị bốn bát bánh đúc. Và đặt trong cái hoàn cảnh nạn đói năm 1945 thì miếng ăn dường như nó đã trở thành một cái vấn đề mạng sống của con người. Ấy vậy mà chàng lại sẵn sàng bỏ cái tiền túi của mình ra để mua đồ ăn cho một người xa lạ. Chúng ta thấy rằng chàng là một con người vô cùng nhân hậu, đúng không? Và sau khi mà đã ăn no xong thì Thị buộc miệng nói một câu là hà, ngon. Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Chàng cũng cười và đáp lại là làm đếch gì có vợ. Này, nói đùa chứ, có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về. Đáng lẽ ra là với những người con gái khác là sau cái câu đùa của chàng thì người ta chỉ biết cười xòa thôi. Nhưng đằng này thì ấy lại bám vào cái câu đùa đấy và theo chàng về thật. Và cái câu chuyện tình duyên, cái câu chuyện nhân duyên giữa chàng và Thị nó bắt đầu từ đây, kể từ cái giây phút đó. Rõ ràng là cái xuất phát điểm của họ giữa chàng và Thị đó không phải là tình yêu, không phải là tiếng sét ái tình, mà đơn giản chỉ là một lời nói bông đùa, đơn giản chỉ là một cái sự thương cảm. Thế nhưng mà họ đã thành duyên, nên vợ, nên chồng. Chàng lấy vợ một cách rất là dễ dàng, và vợ theo không. Và nhân vật người con gái ấy lấy chàng cũng chẳng cần phải tuân theo một cái thủ tục hay lễ nghi nào, cũng chẳng phải dò hỏi ngọn nguồn lạch sông. Giống như trong Thúy Kiều là gì nhỉ? Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho rõ ngọn nguồn lạch sông. Nhưng mà Thị thì không. Thị không phải dò hỏi, không phải dò xét về nguồn gốc lai lịch của chàng, cũng không cần phải tuân thủ cái thủ tục lễ nghi nào hết. Chàng đồng ý theo Thị, Thị đồng ý để theo chàng về làm vợ. Và sau khi mà chúng ta đã tái hiện xong được cái hai cái lần gặp gỡ của chàng và Thị thì chúng ta sẽ nhận xét rằng là cái hành động của chàng đó là một hành động rất liều lĩnh và bản năng. Nhà văn Kim Lân, ông ấy đã thật có lý khi nói rằng hành động nhặt vợ của chàng đó là một hành động liều lĩnh và bản năng. Bởi lẽ là nếu không phải là con người cạn nghĩ như chàng thì không ai lại đi nhặt vợ, mà nói như người dân xóm ngụ cư là đi rước cái của nợ đời ấy về. Trong cái hoàn cảnh mà người ta phải giành giật nhau vì miếng cơm manh áo, người ta phải bán vợ, đỡ con đi để mà có miếng ăn, để mà sinh tồn. Mà đúng là cạn nghĩ thật, cho nên chàng mới chậc kệ, tặc lưỡi một cái và chậc kệ. Đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái hành động rất là bản năng và một hành động rất liều lĩnh của chàng. Đó là cái cách mà một người đàn ông, một người nông dân cả đời không bao giờ đánh bạc. Nhưng mà lần này anh ấy lại chơi một cái kênh bạc rất lớn. Đó là đánh đổi cái tính mạng của mình, đánh đổi cái sự sống của mình để mà có được vợ, để mà có được hạnh phúc. Và qua cái chi tiết này thì chúng ta thấy rằng Kim Lân đã minh chứng một cách thuyết phục là cái người nông dân mặc dù nghìn đời đói khổ ấy, nhưng mà họ không đặt vật chất cao lên khát vọng hạnh phúc, không đè nặng vấn đề thực dụng, sự mất mát, mà đặt lên trên hết đó là cái khát vọng về hạnh phúc, khát vọng về tổ ấm gia đình, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là Kim Lân còn có lý hơn khi mà ông nói với chúng ta rằng đó còn là một khát vọng hạnh phúc mãnh liệt. Có đơn giản, cái hành động tặc lưỡi chọc kệ của chàng
là một cái sự liều lĩnh và bản năng hay không? Không, đó còn là một cái sự kiêu mang, còn thể hiện một cái tấm lòng nhân hậu không thể chối từ. Và cái quyết định có vẻ giản đơn đó của chàng, nó chứa đựng nhiều cái tình thương của con người trong hoàn cảnh khốn cùng, và đặc biệt nó thể hiện một cái khao khát hạnh phúc mãnh liệt của người đàn ông. Các em thấy rằng là chính nhờ cái khao khát ấy một khi nào đã trỗi dậy thì con người có thể lấn át đi mọi cái sự lo lắng. Không phải chàng đồng ý kiểu không phải chàng đồng ý một cách dễ dàng nhặt vợ về nhà đâu, mà ban đầu khi mà nhân vật thị đồng ý và theo chàng về thì chàng bắt đầu có một cái sự lo lắng xen vào. Chàng lo lắng là cái thóc gạo này đến cái thân mình không biết có nuôi nổi không, nay lại còn đèo bòng. Và chính cái chi tiết này nó đã khiến cho cái câu chuyện trở nên kịch tính và căng thẳng hơn, đúng không? Người đọc thì vô cùng hồi hộp và lo lắng, nhưng rồi chúng ta đã thở phào nhẹ nhõm khi chàng tặc lưỡi một cái. Và đúng không? Rõ ràng thì cái xuất phát từ khát vọng hạnh phúc của người đàn ông mà nói như ngôn ngữ của Kim Lân, đó là một con người làm đếch gì có vợ. Nhưng một khi nó đã trỗi dậy thì chàng cũng chọc kệ và gạt bỏ tất cả mọi cái sự lo lắng sang một bên. Và đó chính là một cái biểu hiện cao cả nhất của một tấm lòng nhân hậu, của một cái sự sẻ chia thương yêu những con người đồng cảnh ngộ. Và hơn hết, đó là một khát vọng hạnh phúc mãnh liệt. Và chàng từ đây đã trở thành một con người mạnh mẽ, hào hiệp, dám làm một cái việc mà hiếm ai có thể tưởng tượng được trong cái nạn đói năm ấy. Đó. Vậy thì chúng ta đã tổng hợp lại xong tất cả những kiến thức mà chúng ta cần phải ghi nhớ ở trong cái phần thứ hai, đó là chi tiết chàng nhặt được vợ, đúng không? Rồi, ok. Ok. Chúng ta sẽ cùng đi đến với cái nội dung thứ ba, đó là những cái sự thay đổi tích cực của chàng sau khi đã có được vợ và có được hạnh phúc gia đình. Chúng ta khi mà phân tích cái đoạn này, chúng ta sẽ chia ra làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là cái sự thay đổi của chàng trên cái con đường dẫn vợ về nhà. Cái sự thay đổi thứ hai đó là cái sự thay đổi khi mà chàng đưa vợ về đến nhà và chỉ đợi là ra mắt mẹ vợ, đó là bà cụ Từ, đúng không? Rồi cái sự thay đổi cuối cùng đó là cái sự thay đổi trong buổi sáng ngày hôm sau. Thì chúng ta sẽ đi phân tích cái nội dung đầu tiên trước ha, đó là cái trên đường mà chàng dẫn vợ về nhà, và chúng ta sẽ tập trung phân tích cái sự thay đổi qua cái nét mặt, hành động và thái độ của chàng ngày hôm đó. Trên đường về xóm ngụ cư thì chàng không cúi mặt lầm lũi như mọi ngày mà phớn phở, vênh vênh ra điều. Khuôn mặt của chàng dù trong một cái bóng chiều tối sầm lại vì đói khát, nhưng người đọc vô cùng ấn tượng về cái sự thay đổi tích cực của anh. Đó là cái khuôn mặt phớn phở. Phớn phở ở đây vừa có nghĩa là hớn hở, vừa có nghĩa là phởn phơ. Chữ phớn phở ấy đã thể hiện được một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc đang căng tràn, đang dàn ra trên cái khuôn mặt không thể giấu đi được. Và đã thế, chàng lại còn tủm tỉm cười nụ. Ở đoạn trước thì nhà văn Kim Lân đã miêu tả cái hành động của chàng là ngửa mặt lên trời và cười hành hạch. Thế thì hôm nay không còn là cái nụ cười tồ tệch ấy nữa, mà thay vào đó là một cái nụ cười của một con người mang trong mình một cái niềm hạnh phúc sâu xa, đang mang trong mình một cái niềm vui sâu sắc. Và đó cũng là một cái nụ cười khi mà con người ta đang yêu. Và hai con mắt của chàng thì lại không gà gà đắm vào bóng chiều mà sáng lên một cách lấp lánh. Hành động và thái độ của chàng hôm nay cũng không còn ngờ nghệch và khờ dại nữa. Chúng ta sẽ chú ý cái chi tiết đó là khi mà lũ trẻ con ùa ra định túm lấy chàng trêu như mọi khi thì chàng đã nghiêm nét mặt, ra hiệu không bằng lòng. Cái hành động ngăn trẻ con không đùa và nghiêm nét mặt nó chứng tỏ chàng không hề đùa cợt với câu chuyện nhân duyên của mình. Nhưng bọn trẻ con thì nó vẫn thế, càng ngăn thì chúng nó lại càng làm, cho đến khi có một đứa trẻ cong cổ gào lên là trông vợ hài, nói lái đi đúng không, là hai vợ chồng, thì chàng sướng lắm. Chàng mắng yêu bố danh. Cái mắng yêu ấy nó thể một cái thái độ tán đồng khi mà con người ta đã giúp mình xác nhận một cái niềm vui mà không dễ gì mình có thể thú nhận được, đó là chàng đã có vợ, chàng đã có một người vợ mới, đã có thể vun vén và xây dựng cái tổ ấm gia đình của mình. Rồi, chúng ta còn đến với cái thay đổi của chàng khi mà chàng đưa vợ về nhà và chuẩn bị ra mắt với mẹ. Thì ban đầu chúng ta thấy rằng từ những cái thái độ và hành động của chàng nó đều thể hiện một cái sự ân cần và trân trọng đối với người con gái mà anh ấy đã đưa về. Khi mà đưa thị về nhà, trong một căn nhà đứng rúng gió trên một mảnh sân mọc đầy cỏ dại, một căn nhà mà cái gì cũng trống hô, trống hoác,
Một cái căn nhà mà cái gì cũng toành toàng và rách nát. Nhưng mà chàng lại rất hồ hởi và vồn vã. Chàng vỗ xuống giường và bảo thị ngồi xuống đây. Rồi chàng ân cần nói với thị rằng là không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy. Lời lẽ của chàng ý tứ lắm và cũng ân tình lắm. Bởi qua cái lời nói ấy, chàng như muốn nói rằng là gia cảnh như thế này này không phải là do cái nghèo, không phải là do cái đói đâu, mà là do không có người vợ, không có người đàn bà trong gia đình, không có một người con dâu thảo. Thế thì khi có vợ thì nó sẽ khác đúng không? Và chàng đã tin tưởng và tin cậy rằng thị sẽ làm được cái điều đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái tâm trạng là bàng hoàng, lo lắng của chàng trong cái giây phút chờ đợi mẹ về. Bởi vì chàng đã cảm nhận được cái sự thất vọng của người vợ, vì sợ hạnh phúc đến nơi rồi mà có thể nó sẽ vỗ cánh bay đi. Và một người thạo tâm lý như Kim Lân đã khắc hiện và khắc họa cái tâm trạng khắc khoải đợi mẹ về của chàng có nguyên do từ đâu. Chàng đi ra đi vào rồi gắt lên: "Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết?" Đó chính là cái tâm lý sợ hãi, lỡ mẹ về muộn, cô ấy sẽ bỏ đi mất, phấp phỏng và lo âu cho cái việc kết đôi không thành. Rồi đến khi mẹ về thì chàng lại vô cùng tất bật đon đả, sung sướng reo lên: "U đã về đấy." Cái tiếng u đã được người con trai mạo nhận mà nối kết với người con gái xa lạ kia. Rồi lại khấp khởi khoe với mẹ cái sự sung sướng của mình qua một cái lời trách cứ rất đỗi chân thành và trẻ thơ. Chàng trách gì nhỉ? Ken sẽ nhờ lại cái sách giáo khoa để chúng ta tìm được cái dẫn chứng đấy. Đây, chàng trách như sau: "Hôm nay sao U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột." Bà cụ tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng, chậm chạp hỏi: "Có việc gì thế vậy?" Và có thể nói rằng là cái khao khát hạnh phúc dường như đã làm tơi nở cho cái tâm hồn của người đàn ông lớn tuổi ấy. Và tiếp sau đó là một cái tâm trạng chân thành, trân trọng. Chàng rành rọt và tự tin thưa với mẹ cái câu chuyện nhân duyên của mình. Chúng ta nhớ cái cách mà chàng thưa với mẹ: "Thì U hẵng ngồi lên giường lên diếp, chỉnh trệ cái đã nào." Và trong cái lúc mà bà cụ tứ không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, trong cái lúc mà bà không hiểu là người con gái kia là ai và tại sao lại theo chàng về nhà, thì chàng rất nhanh nhảu đỡ lời, đúng không, là gì nhỉ? "Kìa, nhà tôi nó chào U, nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. À, chúng tôi đã phải duyên phải kiếp với nhau, chẳng qua cũng là cái số cả." Ở đây chúng ta thấy rằng là chàng đã vô cùng khéo léo để giúp mẹ hiểu và ủng hộ cho mình. Chàng đã đỡ lời cho vợ. Và tất cả những cái thái độ và tất cả những cái hành động của chàng đều thể hiện một cái sự trân trọng và nâng niu cái người con gái mà anh đưa về, cái hạnh phúc mà cô đưa đến. Chúng ta chợt nhận thấy rằng ở chàng không còn là một chàng trai ngờ nghệch và khờ dại như trước đây nữa, mà đó là một người đàn ông trưởng thành, từng trải và đặc biệt lễ nghĩa. Chàng đặc biệt là một con người rất biết ăn và biết nói, khéo léo trong cái chuyện ăn nói. Và khi mà được bà cụ tứ chấp nhận thì chàng đã thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi, đúng không? Và có thể nói rằng là chỉ trong một cái khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng nhà văn Kim Lân với cái tài quan sát thấu đáo, ông ấy đã dựng lên được một cái diễn biến cốt tâm trạng của chàng cùng với sự phát hiện chiều sâu tâm lý, tình cảm của người đàn ông khốn khổ trong cái tình huống cưới được vợ. Dù có buồn, dù có lo, dù có phấp phỏng, nhưng vượt lên và bao trùm tất cả vẫn là một tâm trạng hân hoan, sướng vui của một con người khi mà hạnh phúc đã gõ cửa ngôi nhà và cuộc đời của anh. Tiếp theo thì nhà văn đã mang đến cho người đọc một cái hơi thở mới của chàng vào buổi sáng ngày hôm sau. Đầu tiên đó là một cái tâm trạng của một con người vừa bước ra cái hơi ấm nồng nàn của tình yêu đôi lứa, của một hạnh phúc gia đình, là cái cảm giác lâng lâng của một con người đi trong mộng. Trong người êm ái lửng lơ như vừa ở trong giấc mơ đi ra. Và tiếp đến là cái cảm xúc ngỡ ngàng của chàng như vẫn chưa tin vào hạnh phúc mà mình đang có. Và cái sự thật là mình đã có vợ. Cái niềm hạnh phúc đôi khi nó lớn lao và bất ngờ hơn những gì mà con người ta tưởng tượng rất nhiều. Việc chàng có vợ có lẽ là cái giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời anh. Và trong cái sự ngỡ ngàng và hạnh phúc ấy,
thì dường như mọi sự vật sự việc đều trở nên đẹp đẽ đến khác lạ, đều quý giá đến vô ngần. Chàng bắt đầu quan tâm và nhận ra cái sự thay đổi kỳ diệu của ngôi nhà, của mảnh vườn, của người mẹ và của người vợ. Ngôi nhà và sân vườn trở nên sạch sẽ, gọn gàng, ao nước thì đầy ấm áp. Người mẹ của chàng thì gương mặt rạng rỡ, tươi tỉnh hẳn lên. Người vợ thì không còn cái dáng vẻ chao chát, đanh đá chòng lọn như trước đây nữa, mà trở nên rất hiền hậu và đúng mực. Còn chàng cũng có một cái sự thay đổi. Chàng thay đổi rằng là bỗng nhiên hắn thấy hắn yêu thương và gắn bó với ngôi nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ con sinh con đẻ cái ở đấy. Hắn đã cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che nắng che mưa. Một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy hắn phải có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này. Người đọc đã nhận ra một cái nỗi lòng yêu thương, một cái nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập ở trong lòng chàng. Nếu như ở trên cái niềm hạnh phúc, cái niềm vui có vẻ mơ hồ, thì đến đây nó đã hiện hữu và cụ thể. Nó trở thành nguồn sống cho tâm hồn của anh. Giờ đây chàng không còn là một con người vô tư, vô lo và vô nghĩ nữa, mà chàng thấy mình là một con người trưởng thành. Chàng nên người, chàng thấy mình có trách nhiệm phải lo lắng cho vợ con. Đó là một cái suy nghĩ, một cái ý thức rất là chín chắn, chững chạc của một người đàn ông trụ cột cho cả gia đình, biết gắn bó và vun vén cho tổ ấp. Đó là cái suy nghĩ, một ý thức rất là chín chắn, chững chạc của một người đàn ông trụ cột cho cả gia đình, biết gắn bó và vun vén cho tổ ấm của mình hơn. Và từ cái ý thức đó đã dẫn đến cái hành động của chàng, là chàng xăm xăm chạy ra giữa sân. Hắn cũng muốn làm một cái việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà. Và chúng ta thấy rằng là như vậy là ở chàng đã có diễn ra một cái cuộc vận động tích cực, từ vô tình, vô tâm thành hữu tình, từ dửng dưng không quan tâm đến hạnh phúc, tính khao khát hạnh phúc. Tuy nhiên Kim Lân không phải là nhà cải cách xã hội theo chiều hướng cải lương. Con người không thể sống hạnh phúc với một túp lều tranh và hai trái tim vàng, không thể tồn tại giữa bờ vực của cái đói, cái chết bằng tình yêu, khát vọng và niềm tin thuần túy được. Chuyện chàng sung sướng và hạnh phúc vì có vợ không thể đảm bảo cuộc sống ấm no cho gia đình tội nghiệp ấy. Chuyện đàn gà của bà cụ Tứ mới chỉ tồn tại trong mơ ước mà thôi. Một lùm rau chuối thái rối, một đĩa muối và một nồi chè cám đắng ngắt đã nhắc chàng trở về với thực tại. Chỉ vì cái lòng thương yêu và hy vọng suông thì không thể cứu chàng và gia đình mình qua khỏi nạn đói. Muốn sống, chàng còn phải hành động. Và chúng ta sẽ chú ý những cái chi tiết nó xuất hiện ở cuối tác phẩm. Đó là cái tin đồn mơ hồ về Việt Minh đi phá kho thóc của Nhật, chia lại cho dân nghèo. Là hình ảnh những đoàn người đi trên đê sộp và phía trước họ là lá cờ đỏ sao vàng, đã gieo vào lòng chàng những hy vọng mới và gợi ý cho chàng những cái hành động mới để thay đổi cuộc đời và số phận của mình. Và qua cái chi tiết này thì nhà văn Kim Lân đã khẳng định một điều là chính cái khát vọng có và giữ được hạnh phúc ấy, cái niềm mong mỏi cho tương lai của con cháu sau này đã trở thành một cái động lực tự phát đưa chàng đến với cách mạng. Và Kim Lân đã khẳng định, chỉ có cách mạng mới có thể cứu được người nông dân ra khỏi nạn đói, mà cách mạng lại chính là một cao trào tranh đấu của chính những người nông dân tập hợp quanh mặt trận Việt Minh. Và ở đây đúng không, chúng ta thấy được một cái giá trị nhân đạo rất là sâu sắc của nhà văn Kim Lân. Đó là ông ấy không chỉ phát hiện và khẳng định ca ngợi cái khao khát hạnh phúc, cái tình yêu thương của con người, mà ông ấy còn mở cho họ một cái con đường để giải phóng cuộc đời và số phận của mình, đó là tìm đến cách mạng. Và ánh sáng của cách mạng sẽ là một cái ánh sáng có sức soi rọi vào tâm hồn của họ, sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ và hướng họ đến một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Và qua cái chi tiết này chúng ta cũng thấy rằng là cái sự thay đổi của chàng không chỉ là một con người trưởng thành có trách nhiệm với gia đình, không chỉ biết vun vén cho hạnh phúc hôm nay, mà chàng còn biết nghĩ sâu xa hơn cho tương lai sau này nữa. Và có thể nói rằng là xuyên suốt cái câu chuyện này thì nhân vật chàng đã minh chứng cho một cái sức mạnh, một cái niềm tin và những điều kỳ diệu trong tâm hồn của con người. Đó là dẫu con người có đói khổ đến đâu đi chăng nữa thì con người ấy không bao giờ đặt cái vấn đề thực dụng lên trên hết, mà con người ấy vẫn luôn luôn hướng về sự sống, vẫn luôn luôn thể hiện được cái tình yêu thương và vẫn luôn luôn có một cái khao khát hạnh phúc gia đình mãnh liệt. Và ông ấy còn minh chứng
cho cái nhìn và thái độ nhân hậu, yêu thương mà Kim Lân dành cho người nông dân, cho cái sự tất yếu khi mà người nông dân đến với cách mạng tháng 8.